nhỉ. Chiều mấy giờ em về? À, mấy giờ em đi? Không được. Đi xe kia đi cho nó sáng, đèn sáng anh không đi đến đâu. Thế thôi cho con ngủ đi nhá. Đấu lì hơn con chó. Chết nhá. Ăn rồi. Các người xem clip của Bục Khánh Linh siêu phẩm rồi.